Diego Fagan là người mang chiếc băng đội trưởng bên phía Hải Phòng. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Hải Phòng trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ SHB Đà Nẵng trong bộ trang phục màu xanh nhạt sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. 4 trận gần nhất, các ngôi sao trên mặt trận tấn công của Hải Phòng đều chưa thể nổ súng. Sút xa, cơ hội dành cho Hải Phòng, không có lỗi việt vị. Hơi chậm, rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của Schmidt. Đưa bóng vào, quả tạt vào lại quá mạnh. Người vừa đưa bóng vào đó là Trần Đình Hoàng. Những diễn biến rất sôi nổi trên sân vận động Lạch Tray ngay sau tiếng còi khai cuộc. Quá đáng tiếc cho SHB Đà Nẵng trong tình huống phản công này. Còn đây là pha dứt điểm của Adriano Schmidt. Tuấn Mạnh đã mất 2 nhịp để có thể bắt gọn. Cần phải nỗ lực hơn nữa ở phần còn lại của giai đoạn 1. Đường chuyền của Đặng Tuấn, Rafelson dứt điểm, cơ vào, bóng đã ăn ra má ngoài chân trái. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của đội khách. Quá đáng tiếc. Đường chuyền tốt của Đặng Anh Tuấn. Và bắt vô lê ngay của Rafelson. Một tình huống dứt điểm hơi khó. Rafelson vừa chạy vừa tung ra cú dứt điểm. Dứt điểm. Đó là pha thoát xuống của Diego Oliveira. Một tình huống hơi với và tiền đạo áo số 10 đã không thể tạo ra được một tình huống sóng gió về phía khung thành của Nguyễn Mạnh. Trong lối chơi của SHB Đà Nẵng, Diego dứt điểm, rất nguy hiểm, và cứu thua của Nguyễn Mạnh. Một pha tranh chấp tốt và ra chân ở góc hẹp của Diego Oliveira, nhưng Tuấn Mạnh đã đổ người rất kịp thời. Suýt chút nữa thì SHB Đà Nẵng đã để thua. Nên nhớ rằng 4 trận đấu gần nhất thì Hải Phòng không thể ghi bàn. Đây là thủ môn Văn Toàn, người không thể có mặt trong trận đấu này. Đánh đầu, bóng đi hơi cao so với khung thành của Tuấn Mạnh. Thêm một cơ hội nữa được trao cho Diego Oliveira. Cự ly hơi xa và tư thế của Oliveira cũng không được tốt. Đường tạt bóng là của Phú Nguyên. Rafelson sút xa. Một quyết định sút xa chấp nhận được của Rafelson. Không có nhiều các cầu thủ SHB Đà Nẵng lên tham gia tấn công trong pha bóng này. Trong khi đó có tới 7 cái bóng áo đỏ. Thanh Thịnh rất thoáng bên phía cánh trái. Quả tạt của Thanh Thịnh. Cơ hội dành cho Đà Nẵng, cơ vào. Đó là pha ra chân của Đặng Anh Tuấn. Một pha đập bóng thực sự là không an toàn của Phan Đình Vũ Hải. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phan Đình Vũ Hải lựa chọn giải pháp đập bóng an toàn, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Đặng Anh Tuấn. Đội trưởng bên phía SHB Đà Nẵng ra chân rất nhanh, nhưng bóng đã đi vào sang hàng. Diego Fagan hơi sâu, một đường treo bóng vào hơi sâu của Diego Fagan. Đó là một pha treo bóng vào có chủ đích của Diego Fagan. Các cổ động viên của Hải Phòng vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Đường chuyền sang địa chỉ của Gian Calesio. Diego Fagan. Fagan. Không có lỗi, không có lỗi, chính xác là như vậy. Một pha lỡ đà của Diego Fagan. Sức dướn của Fagan là không thực sự tốt. Suýt chút nữa thì bước ngoặt đã đến bởi sai lầm của Gian Calesio. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Fagan đã rất cố gắng.
rõ ràng là không có lỗi của Tuấn Mạnh. Và Gàn đã vượt qua được Bùi Tiến Dũng. Và sau đó anh đã rất cố gắng để cứu bóng. Hai thằng đều chữa trị nhân vật đấy. Một pha bóng cho thấy nỗ lực tuyệt vời của Diego Fagan. Rất đáng tiếc là đã bàn thắng đã không đến với các cầu thủ Hải Phòng. Và bên ngoài sân thì Thanh Bình đang khởi động. Và nếu như Tuấn Mạnh không thể thi đấu thì Nguyễn Thanh Bình sẽ được tung vào sân. Nguyễn Thanh Bình đã sẵn sàng. Rất đáng tiếc. Pha bóng bị động của Tuấn Mạnh và anh đã không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy là Nguyễn Thanh Bình sẽ vào sân để thay thế cho Tuấn Mạnh. Đến lúc này thì SCB Đà Nẵng đã phải có hai sự thay đổi người bất đắc dĩ. Một quả cho bóng vào cuộc 16m50. Diego Fagan dứt điểm. Trọng tài xác định lỗi chạm tay của Diego Oliveira. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa sẽ là điều không mong muốn với cả SCB Đà Nẵng và Hải Phòng. Đây là tình huống để bóng chạm tay của Diego Oliveira. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ đang theo rất sát những diễn biến trên sân và đưa ra những quyết định chính xác. Và chúng ta cùng chờ xem. Đó là một đường treo bóng quá thiếu chính xác. Bóng đi vừa cao vừa mạnh. Một cơ hội khá rõ nét đã bị các cầu thủ SCB Đà Nẵng bỏ lỡ. Hữu Khôi. Vẫn là Hữu Khôi, ra bóng. Diego Oliveira dứt điểm. Cơ vào. Pha cứu thua của Thanh Bình. Một pha dứt điểm rất tốt của Diego Oliveira. Cú ra chân rất nhanh trong cuộc 16m50. Và phản xạ tốt của Thanh Bình đã giúp cho SCB Đà Nẵng không phải nhận bàn thua. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Diego Oliveira ở mùa giải năm nay. Thành Đông. Một pha chơi bóng chủ đích về phía góc cao của Thành Đông. Nhưng bóng đã đi cao hơn một chút so với khung thành của Thanh Bình. Như vậy là đội chủ nhà tiếp tục có sự thay đổi người. Lâm Quý rời sân để nhường chỗ cho Martin Lò. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ SCB Đà Nẵng. Trong sự phản ứng khá mạnh của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn và Diego Oliveira. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã vào cả sân để phản ứng với trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Không thể vượt qua được một cầu thủ SCB Đà Nẵng. Người vừa tung ra cú sút xa đó là Mạnh Trung. Thêm một pha bóng bắt bóng rất chính xác nữa của Nguyễn Thanh Bình. Và phản lá điểm rơi tốt trước sức ép của Adriano. Phạm Văn Long. Đội dành cho Đà Nẵng. Dứt điểm. Bóng rồi trúng xa ngang. Đó là pha dứt điểm của Ram Eason. Quá đáng tiếc. Những giây bù giờ cuối cùng. Và nếu như đó là bàn thắng thì SCB Đà Nẵng sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha sút điểm rất căng của Ram Eason. Rất đáng tiếc. Thủ thành Phan Đình Vũ Hải đã bó tay trong pha bóng này. Nhưng bóng đã dội trúng sang ngang. Rất đáng tiếc dành cho cá nhân. Và như vậy là trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Lạch Tray. Hải Phòng và SCB Đà Nẵng đã hòa nhau với tỷ số không đều. Những phút cuối trận thì Rafael Sơn đã có cơ hội rất tốt để có thể giúp cho SCB Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đã tìm đến đúng sang ngang. Nhưng công bằng mà nói, mỗi đội giành được một điểm là một kết quả công bằng cho màn so tài giữa Hải Phòng và SCB Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật trận đấu giữa Hải Phòng và SCB Đà Nẵng của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây.
Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những vòng đấu tiếp theo.